Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm một cái tựa game mới trên của mình có tên là Bus Simulator 21. Đây là một tựa game mô phỏng công việc của một người lái xe buýt, và theo như mình thấy thì tựa game này nó khá là đặc biệt và thú vị. Cho nên là hôm nay mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm thử xem là tựa game này có thực sự để đáng chơi hay không ha. Ok, thì không để các bạn đợi lâu, mình sẽ cùng với các bạn vào game luôn. Game này có chơi multiplayer luôn các bạn, nhưng mà mình sẽ trải nghiệm trước một mình cái đã, rồi sau này nếu mình thấy ok thì mình sẽ đổ team vào ha. Đầu tiên thì mình có một cái map tên là Angel Shores. Cái map này ở Mỹ các bạn. Và sau khi các bạn hoàn thành xong cái map bên này thì các bạn mới mở được cái map bên Seaside Valley. Và bên này là ở bên Liên minh châu Âu nha các bạn. Ở đây mình có 4 cái lựa chọn theo mức độ nè các bạn. Day Tripper là chơi để thư giãn, Dry Purist chơi để trải nghiệm cái chân thật nhất đi, Commissioner là phát triển mạng lưới thôi, chứ mình cũng không có dạng nhập vai vào lái xe nhiều. Và hát cọt thì thôi đi, bỏ qua đi, mình sẽ vô cái này ha. Company Name ND Travel. Trời ơi, chơi story nha các bạn. Rồi mới vào thì nó có tutorial luôn. Thì mình sẽ xem cái tutorial nó hướng dẫn xem như thế nào ha. Welcome back everybody. What a fantastic morning. Now, don't touch that radio. I have some great news to announce. Today a new company will take over public transport. Hôm nay sẽ có một cái công ty mới tiếp nhận cái công việc đi lại của người dân trong thành phố. To take in all the beauty Angel Shores has to offer. Khu này là một cái khu nó gom hết tất cả luôn các bạn, khu phố người Hoa nè. Coi như là nguyên cái map nó gom hết một vài cái địa điểm nổi tiếng ở bên nước Mỹ. Food and party. Want to spend a nice day out in nature? Just head over to Gold Island for a hike or have a relaxed day at Silver Park. Nhìn nó chill quá ha. Công viên nè. Enjoy the silence. Nói chung là có rất là nhiều địa danh trong này nha các bạn. Áo vàng công viên vàng. Ê, cái công viên này thiếu cái ấy, nó giống nhưng mà nó thiếu cái ê, cái biển này giống như GTA 5 nha. Không, nó giống ngoài đời, nó là biển ở bên on a shopping trip. Head over to Bikini and experience the impressive skyscrapers of the downtown area. These and many more wonderful places wait to be discovered. And thanks to the new transportation company, it'll be easier than ever to visit them. Khúc câu cuối chốt là cảm ơn cái công ty vận chuyển mới này sẽ giúp cho mọi người dễ dàng đi lại những cái địa điểm mà lúc nãy nó mới vừa nói các bạn. Mình cũng biết là đạn lúc nãy có nhạc hay không, nên nếu có nhạc các bạn sẽ không nghe được đâu. Rồi ok, chào chị, từ chị. Đây là nhân vật của mình các bạn, thì mình lúc đầu mình có chọn quần áo các thứ rồi, nhưng mà nó cũng khá là đần độn cho nên thôi kệ đi. Ai đời chọn cái màu quần xong nó đổi luôn cái màu khẩu trang của mình các bạn, tức không? Hi, I'm Mira. Rồi, chào chị Mira. I'm here to help you set up your transport. Chị này đây để giúp mình lập cái kế hoạch cho cái công ty đầu tiên của mình. Rồi, đầu tiên là mỗi công ty xe buýt thì mình cần có xe buýt. Và cái điều quan trọng là mình sẽ là người chọn ra một trong ba chiếc xe này. Ồ, đầu tiên là mình có chiếc Mercedes-Benz Citaro K. Con này 26 chỗ ngồi và 60 chỗ đứng. Và nó có kích thước chiều dài, rồi động cơ, rồi các thứ nữa các bạn. Công suất là 220 kW. Kilowatt đổi ra hình như là bằng HP luôn đúng không? Hay là cao hơn vậy? Rồi mô bên xăng là 1200. Rồi bên này là con Manland City CTM A47. Con này thấp hơn một xíu. Con này 29 chỗ ngồi, 40 chỗ đứng. Tính ra con này nó hơi bị ngon luôn. 26 chỗ ngồi, 60 chỗ đứng. Con cuối 416 LE Setra, 51 chỗ ngồi, 52 chỗ đứng. Ê, con này ngon nha. Con này thông số công suất thì nó bằng với lại chiếc bên kia, nhưng mà chỗ ngồi nhiều hơn. Mình sẽ mở cửa thử. Ồ, con xe này nhìn cũng đẹp hơn nè các bạn. Nhìn cảm giác nó hiện đại hơn. Con này nhìn nó cũ quá, con này nhìn đèn nó cũ quá. Con này nhìn cũng ok. Một trong hai con các bạn. Bây giờ em có vào thử được không chị? Ồ, khi các bạn vào bên trong thì nó sẽ tự vào trong cái gì thứ nhất luôn các bạn. Rất là hay. Ghế nhiều ghê luôn á. Wow, cũng rộng rãi ghê, ghế nhiều. Bây giờ mình sẽ vào bên ghế lái. Ủa, chị lên xe luôn hả? Oh, the feeling of a brand new bus. Ok, ok. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cửa.
vô trong góc nhìn lái xe. Mình sẽ bật điện lên. All settled and ready? Then start the engine. Doesn't that engine sound wonderful? Cho nó coi sao đề máy mà cái vô lăng nó giật dữ vậy. Don't forget to switch on the lights. Rồi bật đèn lên, ok chị. Rồi bỏ phanh tay ra, vô số, đi. Mình chạy thử đúng không ta, hay là mình chạy thiệt vậy ta? Nghĩ chắc là chọn xe luôn rồi. Không biết nữa. Turn the spotlight on, interact with the light switch. Ủa em bật đèn rồi mà chị. Không. Nó bật. Bác phải bật hết luôn các bạn, đèn bên trong nữa nè. Game này nó hay một cái là khi các bạn dùng cái phím chuột, các bạn zoom vào thì nó sẽ hiển thị hết tất cả những cái chức năng trên này nha các bạn. Có qua bài hát nữa kìa. Rồi bây giờ nó kêu mình là chuyển sang góc nhìn ở bên ngoài. Ok. Rồi mình có thể thích chạy cái bên thứ nhất hoặc là cái bên thứ ba đều được hết. Rồi lại bên trong. Rồi bây giờ mà chị kêu là chạy vòng vòng đây để cho nó quen với cái xe trước cái đã. Test drive, đang chạy thử xe. Nục cái nó. Không nha. Sao rớt được. Con này mình thấy ok nè. Nội thất cũng được, cũng đẹp. Ngoại thất thì cũng khá là ổn các bạn. Dài. Giờ mình sẽ thử cái con Mercedes-Benz thử xem. Con này xét ra thì nói chung là hai hãng đều có liên quan tới Mercedes-Benz nha. Con xét ra này nó cũng có liên danh với lại Mercedes-Benz luôn. Cho nên là về cơ bản thì chắc động cơ nó cũng ngang nhau. Bây giờ các bạn thấy công suất động cơ hai con y chang nhau à? Có khi mà động cơ nó là một á. Đúng rồi, con này lúc nãy thông số y chang mà. Vô. Có 220. Ý các bạn, con này nó sang hơn, nó có logo mẹt, con kia là con kia logo Setra chữ K đúng không? Nó không có làm đề máy lên, nó dập cái vô lăng. Nhưng mà cái vô lăng nó che hết mấy thông số dưới rồi. Có cái đèn này mình chưa có set trên cái vô lăng của mình cho nên là đôi khi mình cần phải bấm các bạn. Rồi đóng cửa vô. Chạy thử nha. Hai con như nhau đúng không? Mình chỉ coi bên trong thôi. Ủa, quên. Quên bỏ phanh tay ra. Con này để coi, con này như ngắn hơn con kia, ngắn đòn hơn, ít ghế hơn. Đó, con này nó nhạy hơn nè, nó cảm giác cái xe nó nhẹ hơn các bạn. Ngắn hơn khúc luôn á. Nè, ngắn hơn một khúc luôn. Đây là đèn xi nhan. Các bạn, xe buýt á, thì mình để ý là trong cái game này á, hình như ngoài đời nó lấy theo mẫu chắc cũng có luôn. Thì đều có cái đèn xi nhan ở trên cao các bạn, để giúp cho khi mà mình dừng đèn đỏ, có những con xe cao mà đậu sát mình á, mà nếu mà đèn xi nhan mình nằm ở dưới thì sẽ rất là khó thấy ha. Thì thêm một cái vị trí ở trên cao rất là dễ nhìn, chứ không như mấy cái xe nào mà đèn tút ở dưới đít á. Xi nhan là xe nào? Xe kia. Con này mình thấy nó luồn lách tốt nè, con kia thì nó dài hơn, nó nhiều nó chỗ nhanh hơn. Nhẹn quá mày. Con này nó cảm giác nó nhanh nhẹn mà được cái logo mẹt nữa, kiểu anh đi xe gì, anh đi xe mẹt em, mẹt. Logo mẹt em, trời ơi chụp mẹt, cái logo mẹt lên. chắc chốt con mẹt quá à. A few minutes later. Các bạn, lúc nãy mình đã chạy thử con mẹt, mình đã chạy thử con Setra rồi thì mình cũng cho con Man một cơ hội đúng không? Nhưng mà mình vô xe, mình nổ máy thử thì mình thấy thực sự là rất là chê luôn á các bạn. Mình đang bật đèn được các thứ, con này nhìn đèn ok đẹp nha. Con này thì đỡ đỡ, nhưng nói chung là nó cũng xấu. Con này là xấu nhất trong đám, tại vì cái đèn nó hơi hô các bạn, cũ quá rồi. Còn đây là phần đuôi xe, thì phần đuôi con mẹt này khá là đẹp, đèn led được các thứ nhìn xịn sò. Con này xài bóng sợi tóc cho nên nó chói, các bạn thấy nó chói má ơi. Con kia nó đâu có chói đâu, con này nó chói khủng khiếp luôn. Xấu quá. Còn con Setra này thì nhìn đỡ, nhìn hài hòa, chứ mà nhìn không có xấu lắm. Nhưng mà các bạn, cái xấu nhất là ở đây nè. Xấu nhất là ở đây nè. Các bạn coi cái vô lăng nè. Nó đập thẳng vô mặt. Cái đồng hồ thì ok, không có nói gì, nhưng mà cái vô lăng là cái mình
mình vần hàng ngày các bạn, mình ngắm nhìn hàng ngày, nhưng mà như này thì nó quá xấu, nó không thể nào chấp nhận được. Nó xấu quá ơi luôn. Thử chạy vòng thử ha. Cái gương con này nó hơi nhỏ nha, cảm giác nó bầu bầu bên kia, nó nhỏ ghê. Gương thời thục nè, cái nón làm đẹp. Trời, mẹ ơi, mẹ thử ơi, bạn ơi. thử bạn ơ con này chạy điện hả? Không bạn, con này chạy động cơ xe dầu hết mà. Ở trong nó im gu, động cơ xăng chứ, quên động cơ xăng các bạn. Nãy mình nhớ thông số này để là động cơ xăng chứ động cơ dầu. Cái gì nó im gu? Ê con này bị lái hơi bị nhạy. Nó nhạy nhạy ghê á, nhưng mà xấu quá. Không, mình không lấy con ma này đâu. Mình thì mình sẽ chốt con rồi, đóng cửa xe lên đường đi đó mẹt ơi. Không, anh đi mẹt. Bây giờ mình chạy ra khỏi cái chỗ bán xe này là mình sẽ xách con xe này về. Có cần trả tiền không chị? Chắc không đâu ha. Đã rồi. So you want this model, right? Đúng rồi chị. Great. Em chốt con này. Let's tại vì con này nó gọn nhẹ để dễ đi. Sao bấm mình nhớ mình xếp nút vô lăng rồi mà không được. This bus marks the beginning of Angel Shore's new public transport system. Vô văn hóa. Đúng rồi. Hay vậy? Ngồi đi học không ai cho pin gì đâu nghe gì. Ủa hết pin pin chứ. Ủa bà chị ngồi trên xe luôn hả? Ok chị. Không phải tôi hất cho ông qua trời Âu rồi. Không bạn, bạn tôi... Ông dớt xe đó luôn đi. Tôi cũng... Trời ơi mất. Đó đó không, con xe cái đó còn hơn tôi nữa kìa bạn, bạn nói đi. Nó chạy tới vạch đi bộ, nó không giảm tốc độ, nó không nhường mà nó còn bốc kèn. Ông kia cũng chạy muốn rớt cái quần luôn. Mình có một cái điểm dừng Regatta JT. Thời gian đếm ngược tới trạm các bạn dự kiến nè, 3 phút là mình phải tới đó. Đèn này đèn gì vậy bay? Đèn xanh đúng không? Ê! Cái này là đèn vàng, là tôi đã qua cái giao lộ đèn xanh rồi, cho nên là tôi không có vượt đèn nha. Tính cái đèn vàng 5 giây là hết à? Nhưng mà cái trụ đèn nó màu vàng rồi, xong rồi thêm cái đèn màu vàng này rất là khó. Rồi rồi, mày xong rồi. Đụng người qua đường này. Không được lặp lại từ đầu hả? Nào cái nó đây, là cho kiểu qua đường nó tại, tại, tại mình mới vừa qua nước ngoài, các bạn mới vừa xuất ngoại nên là chưa quen. Đâu mà không biết chơi mấy tựa game này. Rồi chuẩn bị tới điểm dừng đầu tiên. Nhưng mà cái điểm dừng này mình nên để nhỏ để xíu. Rồi dừng lại luôn, bắt tay thôi. Rồi phanh tay. Rồi khách khách khách. Cho em cho khách coi này nè. Khách nghiêng xe qua. Mời khách lên xe. Quá đỉnh. Rồi lên rồi. Rút cái đó là cái chỗ để dành cho người xe lăn lên đó các bạn. Khuyết tật lên ha. Người đi xe lăn. Rồi nâng xe lên. Đi rồi, nhanh. Không để nghiêng chạy luôn. Không, không được. Now our schedule comes into play. A timer shows you make time to the next stop. Bạn phải đâu đạp đầu cái đường gì căng đó bạn. Đúng rồi mà. Đường này đường dành cho tàu điện các bạn. Kiểu như xe phương tiện công cộng nhưng mà đậu đe ớn vậy. Không, nhưng mà nó bắt buộc nó cũng phải nhường mình thôi bạn, chứ nó đâu có đi được bạn. Đường cho phép ấy, đường xanh này nè. Không báo trước chị. Quá lơn. Chị ngồi chị làm lơ mà chị không báo trước. Để mốt mình thấy game này được được rồi mình lôi mấy đứa kia vô chỗ làm lơ các bạn. Mình nói còn xin nhanh không này, hôm nay chắc không đâu ha. Bạn, tôi mà vô tôi bán vé là tôi muốn hết đó bạn. Gì vậy? Có tốc độ hay gì vậy? Hay là chạy nhanh quá hay là sao vậy? Có lỗi các bạn, mình không biết lỗi gì. Giống như thi xét hạch vậy. Đúng đúng đúng. Ồ, cái xe, ê cái xe nó cưng vậy. Cái xe nó kiểu nó không giống ở ngoài đời á. Không giống ở ngoài nè. Cái xe nó kỳ lắm em. Nó đang báo là dùng xi nhan rồi các thứ đó nè. Hồi nãy có khi không dùng xi nhan á. Đó, các bạn phải xin nhanh vô trạm xe buýt đàng hoàng nha. Dừng lại. Rồi, bên tay nghiêng cái xe qua, mở cửa, mời mấy anh chị lên xe. Lên đi bà, giỡn gì đó bà.
seems there's a passenger blocking the doors. Better ask him to stick inside. Ồ, có một số khách đó các bạn đứng ngán đường cho nên là bây giờ bà lên không? Bà không lên. Lề mề y như vậy. Ê bạn, ông kia, ông làm công trường mà body ông căng vậy bạn. Rồi bây giờ mình đi thử không đường nha các bạn, tại vì xe mình vẫn còn đang nghiêng á. Rồi lên đường. When I first came here, I didn't know about the right on red rule. Just so you know, you can turn right at junctions even if the traffic light is red. Some states have allowed this for over 50 years. Isn't that fascinating? Bà chị này kêu là hồi bà mới tới đây bà cũng chưa có rõ cái vụ đèn xanh đỏ các bạn. Thì các bạn có thể quẹo được bên phải khi mà đèn đang màu đỏ luôn nha. Và bà chị mới kêu là có nhiều thành phố áp dụng cái luật này. Ok chị. Vậy là mình sẽ có hả? Phải ưu tiên. Rồi bây giờ bắt đầu mình dùng cái RAM để cho người ta đi xe lăn lên rồi các bạn. Rồi lên đi anh trai. Đang không thể lên. Anh trai lăn lên được rồi đúng không? Hay là em xuống em đẩy? À anh trai lăn lên được. Quá xịn sò. Rồi, đóng cửa. Good to see you. Thanks for joining us. Nâng xe lên. Having a public transport system in our city will make it a lot easier. Trời, xe xịn đó bạn ơi. Enjoy the ride. Được rồi, ra số thử xem. Actually moved here for this project. Audrey and I really like it. Tức là chơi này nó không làm được giống mấy bác tài xe buýt ở ngoài đời, nhất là ở Sài Gòn. Thì phải chạy đúng luật được cái thứ, bạn chạy nhẹ nhàng lắm. Ông chạy như ở trên đó là banh thành game luôn bạn. Rồi. Tính ra phải thêm số dây vô nhờ. Hay là dây lâu quá người ta sợ. Tôi nghĩ là không cần luôn các bạn, tại vì bên này người ta cũng có ý thức, với lại cái đèn nó cũng nhảy lâu lắm. Cảm giác là cái đèn nó nhảy cũng lâu chứ nó không phải nhảy nhanh đâu. Ở con taxi nhìn cứng vậy. Xe trong này nó hơi lạ, cái form xe nó hơi lạ. Nó giống như mấy cái xe mà giống như GTA mà kiểu Trung Hoa á bạn. Giống tương lai á. Rồi đèn xanh, đi. Tôi thấy tốc độ đèn mà nó ngang ngửa GTA 5 á. Cũng nhanh lắm á, tôi thấy nó nhảy lẹ. Ôi trời. Các bạn, nó từng cái nắp cống mà hả? Muốn lội tay luôn vậy á. There's one last thing I need to share. No. As a bus driver, you'll also be selling the tickets. Let's give it a try at the next stop. Rồi, bây giờ tới cái điểm dừng này thì mình bán vé luôn các bạn. Tôi đánh giá là dân ở đây nó lội lắm nha. Chạy sao? Qua đường mà anh chạy. Mấy bà chị lên xe kìa. Rồi chị mua vé, mua vé gì? Regular. I'm great. Thanks for inviting me. Mua vé một ngày. Rồi, in vé. Ok, xong. À, bây giờ thói tiền. Tôi bị mình thói lại 3,80. Nó đang hướng dẫn mình các bạn. Rồi, 50, 20, 10. Ok. Đó, từ từ mới quen các bạn. Mới, chưa quen. Rồi, điểm dừng tiếp theo sẽ là điểm dừng cuối cùng. Anh ở bên cua anh quẹo ra là phải nhường người ta đó nha, người ta đang đường được ưu tiên đó. Ê cái này như là cái bài mấy cái tiếng tút tút như bài thi mô phỏng xã hình. Hên là tôi thắng kịp á. Bài thi tiếp theo. Hên là tôi dòm từ xa tôi thấy cái đèn đỏ tôi thắng kịp á. Alright, that's the last stop for today. Thank you all for riding with us. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Mời mọi người xuống xe. Thật ra mình không cần nghiêng đâu mà mình nghiêng mình làm màu cho nó vui vậy các bạn. Thank you. Bye. Bye. Nice seeing you. Bye. That was an amazing maiden voyage. Okay, bye bye. Now with all the passengers off, the official part of the maiden voyage is done. You really did great. Just deliver the bus to the depot. That's where it's stored. You can also get yourself a coffee there too. Bây giờ chạy xe về ở cái bãi đậu các bạn. Đi thôi. Xe gì không có
nó ta điện tử auto hôn rồi cho nó tiện ha. Chạy xe buýt hay là chạy xe con? Xe gì xe với em công nghệ mà. Cái xe này đã ra số đó xem, con này chạy được. Ê, nó có báo giới hạn tốc độ luôn rồi các bạn. đèn vàng đi được, đèn vàng nó lâu lắm. Có nói gì đâu. Không có tự giật mình, không tự giải thích luôn. Trong này chạy 50 nha các bạn. Nãy mình chạy lên 51 nó báo đỏ đỏ ở dưới góc bên trái. Ủa sao con này chạy được rồi. Quá đỉnh. Quá đỉnh. Quá đỉnh. Dạ. Ồ nó sụp cái cống rồi, cái ổ gà gì các bạn. Này này. Trời đất ơi. Drive slowly to one of the doors. À, đây hả? Ủa đẹp vậy. Bây giờ mình chạy vô một trong mấy cái cửa này. Có một cái. Đây nè, 1 2 3 4 nè. Nhưng mà nó hiện có cái. Vô. Wow. Now park the bus and we're done. Great. Rồi. Về số. Xong. Tắt hết đèn đi các bạn. Rồi tắt đèn này đi, rồi tắt chìa khóa. Mở cửa. My team and I will help you establish an awesome transport network to connect the whole city of Angel Shores. Rồi ok, cảm ơn chị nhiều. À, nó na ná với lại City Bus Manager các bạn. Bên City Bus Manager là mình từ góc nhìn từ trên nhìn xuống mình quản lý xe, đúng không? Bên này là mình phải mua xe, mình chạy xe, mình có xe 3D thật các thứ luôn. Và nó cũng có cái chức năng tạo tuyến đường luôn các bạn, đây nè. Nhưng mà mình đang bị khóa rồi tại vì mình đang chơi ở chế độ cốt truyện á. I've already prepared our first official. Rồi chào chị, qua ngày hôm sau rồi các bạn. Bây giờ mình đợi để con xe buýt mình nó chạy tới. À không, chiếc xe buýt đón mình nó tới hả? You can take over anytime you want. Xe mình. Quên mình có xe mà. Ủa rồi xe đi làm cái gì? Không, em có người chạy ra em. Trong này có thợ máy, trong này có nguyên một cái đội thợ máy luôn. Mỗi khi mình đậu xe vô thì những người này sẽ các bạn, trời ơi, chính vậy. Ý, cho nhìn mặt cái được không? Nhìn mặt cái không? Nhìn mặt cái coi xinh không? À, cũng nhìn không rõ các bạn. Ah, you wanna come along? Cái giọng ghê quá. Rồi ok, đi. Giờ đi bên nào vậy? À, đi bên, đi bên... phải đi hôm nay mình lái tuyến đầu tiên hả? Cái bản đồ tao cảm giác nó sâu xa các bạn. Nó hơi khó nhìn xíu. Ừ. Bản đồ như là cái đồng kim đồng hồ rồi đó. Rồi rồi. Mời mọi người lên xe. Ồ các bạn, nó có cái thanh tiền ở trên luôn kìa. Chị mua vé hả chị? Từ từ chị ơi. Ê chị, sao chị mua vé học sinh chị? Ê chị mua một vé thôi, lộn. Bạn, người như mình học sinh được rồi, mua chứ nhiều vậy. Rồi in. Rồi ok, không cần thối tiền. Senior ticket. Mua vé tuần. Rồi ok. Hay quá. Không cần phải thối tiền các bạn. À, hôm nay mình thao tác trên vô lăng luôn cho nên là đôi khi mình hơi sượng xíu á các bạn. À, lên đường. Xe ra xe vô là phải xe nhanh đàng hoàng thôi, là có cái hệ thống đó các bạn thấy không? Nhưng mà nó là để cái dấu chấm than nhìn khó chịu quá ha. Hay là nó không đúng, không đúng mà tấp vô cũng phải xe nhanh rồi ra cũng phải đi cũng phải xe nhanh để tín hiệu cho người ta biết chứ đúng không? Gì vậy? À mình nhớ rồi. Cái tiếng đó là cái tiếng báo tới trạm các bạn. Ồ, trước mặt mình có chiếc siêu xe đẹp vậy. Cái tiếng báo tới trạm. Tại vì hồi đợt mình chơi cái game The Bus nó cũng có cái tiếng y chang vậy luôn. Gần tới trạm sẽ có cái tiếng báo. Hoặc là tiếng báo có người xuống trạm. Mày. Tiếng báo trên xe buýt nó có cái nút bấm xuống trạm á các bạn, trạm kế tiếp á.
Rồi, mời mọi người lên xe. Này các em mua vé không? Hi. Mua vé không? Để em thủ sẵn nè. Có nè. Senior ticket. You know the new Italian mua vé ngày. Một vé, ok, đó, nhanh nha đó. Ờ, mua 3 ngày hả? Mua 3 vé. Thêm vé. Rồi, ok. Lộn bên trai, thông cảm. Thôi lại 3 ơ 80. Một đô 8. Đi bây giờ hai anh em tụi bay một đứa đô, một đứa ơ, lấy đứa nào ơ, nó là ơ mà. Tại nghe mày. Tại xài đô quen. Đồng tiền mất giá trị vậy sao? Kìa, nó báo cái đó là báo được thưởng là được tính điểm hay là được không tính điểm. Quên. Xe mình nó cán lên trên cái vỉa hè các bạn, cái nó bị trừ điểm một xíu. Được phạt. đèn xanh, đạp ga. Đây các bạn, đây là khách ngồi trong xe của mình. Anh dạy là đèn xanh mà mình phải đạp lại anh. Ủa, như nay có bà chị mới ngồi cái bên, mới đi kiểu giám sát mình vậy các bạn. Phải là mình cấp giấy phép cho anh. Where's my bag? Sierra Street. Anh mà lạng hoạn, ở rút giấy phép luôn. Rồi mình hỏi còn nghiêng xe xuống chi các bạn, là biến quá. Ai xuống nha. The last transport company was shut down by the city's local government. Because it didn't adapt to the changing needs. Ủa, vậy hả? Chỉ kêu là cái công ty phía lần trước á, công ty hồi xưa á, là bị dẹp bởi chính phủ. Ủa, 7 vé đúng không em? 7 hay 1? 1 hả? Sao anh nhìn ra 7 trời? Anh hả? Anh cần đi khám. Ok. Anh nhìn ra 7 em. Sao mua được tới 7 vé dữ vậy? Giống như là tao coi câu chuyện à. Cho 7 ly cà phê. Đúng 7 ly luôn. Bán cho 7 ly cà phê. Ủa? À, ok. Mắc gì mua 7 ly cà phê. Là 7 mua ly cà phê. 7 á. Ừ, 7 á. Ý là xưng là 7 á. Ừ. Thôi có bảy khách nữa. Cần xuống khách xuống gấp hoặc là xuống trạm. Đợi em đi. Tới trạm nè khách ơi. Rồi, xuống, ai xuống lẹ. Luckily Sunday's coming. Rồi, bán vé luôn. Senior ticket. One trip. In. Thối lại 3 20. Rồi ok. Did that chicken just cross the road? Did this bird try to match middle school? Mình không biết đâu. Mở map coi thử. Đây, xe mình đây. Your company could clearly profit from investing in stocks. I mean, think about it. You just invest a small sum or a larger sum if you like, and if you invested well, which I would advise, your company would thrive. It sure is thriving already, but think of all the money you could invest if today's investment works out. 10 seconds later. Just this one ticket, please. One for sure. Two for most. Senior. Mua vé phần ok. Thôi lại 1 ơ. Rồi mua vé senior. Bởi vậy mua vé ngày. Thôi lại 4 ơ. Chính thói 50 bo luôn á các bạn. Thiệt chứ mình hào phóng, mình bo luôn khách luôn. Không đợi khách bo cho mình. Cái gì? Trời tối nè các bạn. Trời nó không khoảng tối mà nó hơi âm u, mưa xíu. Mình nghĩ là cái RAM mình phải bật riêng nè các bạn. Tại vì mình bật cửa cái nó vướng cái RAM hoài à. Ê mày, để cho người ta lên xe nữa mày. Còn mấy người đi xe lăn thì lấy đà đi. Bóc đầu hả? Bóc đầu lên xe hả? Bay lên. Quẹo qua đây luôn nè. Đường xá đây nó lạ quá các bạn, lúa lên đây không quen đường. Này mà đưa dân Sài Gòn thì có khi cũng lúa lên
Rồi, lên xe. Ờ các bạn, nó báo mình hơi trễ. À đúng rồi, lúc nãy lo cái gì đi tìm bán đồ mà trễ 3 phút của mình luôn các bạn. Ác vậy. What was it again? Grouvoir. Okay. Grouvoir. Grandeur. Oh, right. It was Gruyère. Thôi muốn mình mua online đi quý vị. Còn không mà mình canh mình thổi còn trả tiền thừa được không? Bị vướng cái RAM hoài luôn á các bạn. Rõ ràng là mình mở là mở luôn cái RAM mà bây giờ đóng nó không đóng cái RAM. Lạ ghê. Nói rồi, ông kiếm cái chỗ nào ông bẻ bà hả? Trời. Hay quá trời. Xe này nhỏ gọn đi là ok, hợp lý rồi. Mình dựng đây chắc không tính là vô đèn đỏ đâu ha. Ok. Không tính đâu, nó không trừ điểm mình là nó không tính đâu. Bạn nó trừ 5 điểm. Wow. Vậy sao lấy của bạn vậy? Đó. Tôi tính bóng kèn. Tôi gạt qua lộn nút gạt mưa. Giờ tôi mới hiểu chị em phụ nữ hay chạy xe ngoài đường mà muốn quẹo phải mà bật gạt mưa rồi đó. Rồi điểm dừng cuối cùng. À, cái RAM là mình phải mà mình phải khuỵ cái xe, mình phải nghiêng cái xe một bên thì nó mới hạ cái RAM ra. Oh, look at that. It's our first payday already. The city will keep rewarding us regularly. Ồ, mình được tụi nó đánh giá chuyến đi này là 82% mà. I've got an idea of how to spend our first paycheck. Wow, từ. Park the bus and follow me. Nhiều quá, tôi chưa có nghiệm nó được. Cái gì vậy? Sao ba sao nhiều vậy em? Bảo dưỡng xe hết 2.500. Hôm nay mình được 7.800, bảo dưỡng xe 2.500 nè. Xi nhan nè, một cái tai nạn, cán lên cái vỉa hè. Xi nhan khi chạy đường thẳng, ê cũng bị nữa nè. Tắt không kịp á, tông một người vô. Trên này thì cũng xanh xanh này các bạn. À các bạn khoan, cái tiền hôm nay của công ty á là 7.800, xong rồi trừ bảo dưỡng là 2.500, rồi trừ 800 là còn 4.500. Xong rồi đây là cái tiền payday của mình, cá nhân mình các bạn. Thì mình được 3.700 nhân cho 2 sao là mình được 5.200. Cộng hai cái này lại tổng là 9.800. Oh. Ok. Rồi bây giờ cho xe lên lề luôn á hả? Con này leo lề được không? Được. Chắc được. Không làm được hết. Leo cả trầm. Được. Ờ các bạn, hành vi các bạn chạy xe nó sẽ tính tổng cho cái tài xế luôn chứ không phải là trong cái tuyến chạy nha các bạn. Tính tổng hết luôn á. Rồi bây giờ đi theo bà chị mua thêm con xe nữa ha. Ủa đã vậy chị? Có chạy con chuyến đầu các chị thấy mình chạy ok các bạn. Cái này hay ha. Đi vô thì được nhưng mà đi ra thì vướng là phải hạ xuống mới đi ra được. Thì kêu đi xuống xe thôi chứ đâu kêu tắt máy đâu em. Ồ. Ồ cái ế cái tức là cái con này là cái con khóa lại luôn nè các bạn, cái con hồi đầu mình chọn nè. Đây là mấy con này là con mình đang đi đúng không? Citaroka nè. S42 nè. Khóa chơi rồi các bạn. Giờ còn con Land City với lại con Citaro. Con này khác gì con mình? Nó là bột á. Con này Vu Lan 6 nè. Không không, bạn nó là con y chang mình đó bạn. Ôi dạ. Đúng rồi, y chang xe mình nè. How do you like this bus? If you change your mind, you can choose another. Ủa chị, em đi con kia rồi. Em mua. Hình như nó mất tiền con xe buýt kia rồi em ơi. Bây giờ bác kêu mình là mua 2 chiếc thôi à. Hình như con xe nãy là xe thử của công ty với em. Bây giờ mình phải lựa chọn một trong hai xe nè. Vì... giống cái tựa game nào đó ông nội để lại cho con trai chiếc xe vậy. Bây giờ mình phải lựa con xe này của mình, xong rồi chạy tới chỗ sơn, xong rồi đậu bên trong. Đúng rồi.
khe vậy đâu, mỗi lần để máy nó giật cái vô lăng má ơi luôn. Ủa, nó tưởng anh đánh. Không em, để máy mỗi lần nó giật vậy em. Vậy là xe này xe mới của mình nữa. Chứ giờ nó mở có hai chiếc à, em đi chiếc này luôn đi. Rồi em chốt chiếc này chị ơi. Chốt. Vậy còn chiếc kia đâu ta? What a great bus this is. Let's drive to the paint shop next. Rồi, bây giờ chạy tới chỗ sơn. Sao mọi người chạy chậm rồi mọi người. Sao mà mọi người đỡ được? Con khách là không ai cản được tôi hết trơn á. Sao? Lụa liền. À, nó không có đánh giá hành vi chạy sai, nó chỉ đánh giá là mình cán lề hay không, mình bị có xi nhan hay không thôi. Đó. Đi thẳng là nhá, tắt xi nhan là được. Chạy vậy đó. Rồi sắp tới rồi các bạn. Nói chung là theo như mình thấy game này nó cũng vui. Nhưng mà mình đang muốn tận hưởng cái cảm giác mình ngồi trên xe xong có người chạy đi á các bạn. Cái mình ngồi mình ngắm cảnh rồi cái mình đi thu vé nó sẽ ok. Sẽ có cái nón ở đó vậy. I want you to meet somebody. This is Ted Kane. He's Ted the spokesperson Kane. For economic development here in Angel Shores. I'm very glad to meet you. It's good to see the city has a public transport system again. Seems like a proper transit company to me. Bây giờ mình sơn màu nè các bạn. Mình có được mấy màu vậy? Khóa trơn rồi. À này là màu nóc, kia là màu xe. Ồ. U. Huy. Huy. Em sắp đến rồi. À, mình có thể di chuyển góc nhìn được không? Đây. Các bạn. Có một đề can cho cộng đồng luôn. Đâu? Này hả? À. Ồ. Bên này mình ơi, cái này hay hơn nhiều so với cái sơn xe nha các bạn. Nó custom được ok ghê á. Nhưng mà năm nay năm con rồng các bạn, để con rồng mình đang lựa cho các bạn xem thử thôi. Quá trời luôn, rất là nhiều. Nhiều quá. Lựa không hết được đâu. Cho nên là mình sẽ chọn 5 con rồng. Mà nó là con lân mà. Ờ, nó là con lân hả? Không, rộng ném. Con rộng nhưng mà cái đầu con lân. À, vậy nó nghĩ rút nó là con gì? Không biết nữa. Bên trong, à mình có thể chọn được màu ghế bên trong nè. Mình chọn cái màu nào nó... Đừng chấm bi đường bàn. Tính nó hơi hướng nội, ghế nhìn nó kỳ quá. Mình ngồi coi bên trong xe được không? Không coi được các bạn. Cái màu đen này cũng được. Biển số. Oh. Đây. Mình lựa, đây là default nè. Phần Lan, Thụy Sĩ, Nga, Mỹ. Mình đang ở Mỹ mà. ND. Bên này số hả? Ừ. Tới nữa. Apply. Rồi, accept. Xong. Mỗi lần bật máy với đề máy nó rung cái xe ghê quá. Trời, nó đánh cái vô lăng. Rồi chạy ra xem thử cái xe coi nó cũng được nè. Đầu con lân các bạn, đầu con lân nhưng mà cái mình con rồng. Ủa là sao? Con này là con rồng lân. Chứ tao nghĩ cái không, đầu em, con mèo em đi. Em thấy con màu xanh nó đổi cái đầu lân không nè. Ừ, nhưng mà cái nguyên một cái con dài, nguyên con rồng luôn. Nhìn nó kỳ quá rồi các bạn. Rồi bây giờ chạy ra để chuẩn bị làm chuyến thứ hai hả? Thôi mình nghĩ hôm nay quá đủ cho một buổi thử việc làm tài xế xe buýt rồi các bạn. Mình sẽ tiếp nhận cái video Bus Simulator 21 đây nha. Và nếu các bạn thích cái series game này và muốn xem nhiều video hơn nữa về tựa game này thì nhớ đăng ký cũng như like video và share đến giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại sau. Chào các bạn, bye bye. À, bây giờ thì mình đợi thôi, nhưng mà để tập sau mình đi tiếp. Và nếu mà chơi như này thì mình chơi một mình, tại vì mình đang làm cốt truyện các bạn.
Còn sau này mấy bạn muốn thì mình rủ team vào chơi thử xem như thế nào ha. Ok, chào các bạn. Bye bye.